chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, tính đến ngày 20 tháng 10, cả nước có 6.320 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là thông tin tại hội nghị trực tuyến đôn đốc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoàng chủ trì vào chiều ngày 23 tháng 10. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Long An có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Văn Sơn. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung phân tích, chỉ ra những khó khăn vướng mắt liên quan đến tiêu chí hộ nghèo, vốn đối ứng sự nghiệp, tiêu chí môi trường, đồng thời kiến nghị cần bố trí thêm ngân sách cho các địa phương, xây dựng các tiêu chí cụ thể trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoàng đề nghị các địa phương tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tập quấn, nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về các nội dung yêu cầu của chương trình Mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Lũy kế đến hết tháng 6 2024, cả nước huy động được trên 2,6 triệu tỷ đồng đầu tư thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, có 296 đơn vị cấp quyền thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, đã có 11 quyền được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện cả nước có hơn 14.000 sản phẩm ô cốp 3 sao trở lên, có hơn 7.800 chủ thể ô cốp Tại Long An, đến nay toàn tỉnh có 134 trên 161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 222 sản phẩm đạt chuẩn ô cấp 3 sao trở lên. Đoàn giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị Cần Dược do Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Cần Dược Nguyễn Phước Hùng, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị Cần Duộc làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Cần Duộc. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Cần Duộc Nguyễn Văn Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Minh Trí tiếp và làm việc chế đoàn. Theo số liệu thống kê, đến ngày 31 tháng 8 năm 2024, công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Cần Duộc đạt 96% về số thửa và 99,4% về diện tích. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ cao, giúp công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nền nếp ổn định. Công tác phối hợp theo dõi việc giao nền, cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp tái định cư được Ủy ban nhân dân quyền quan tâm. Từ năm 2023 đến nay đã cấp thêm 108 giấy chứng nhận cho người dân tái định cư. Qua một buổi giám sát, Phó Bí thư Thường trực Quyền Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền Cần Chuột Nguyễn Phước Hùng, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị Cần Chuột, đề nghị Ủy ban Nhân dân quyền Cần Chuột thường xuyên giám sát thanh tra kiểm tra việc thực hiện các công trình dự án nhằm đảm bảo việc sử dụng đất theo đúng kết quả sử dụng đất đã được phê duyệt tập trung rà soát tiến độ các dự án, nhất là các dự án đẩy nhanh tiến độ giải quyết khó khăn vướng mắt trên lĩnh vực đất đai, góp phần đẩy nhanh tiến độ giao nền cấp giấy chứng nhận cho người dân tái định cư. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Trụ Tô Văn Cương làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đảng ủy xã Tân Phước Tây. Đảng bộ xã Tân Phước Tây được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn làm điểm tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 và trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy xã. Số lượng đại biểu ở các chi bộ trực thuộc đảng quỹ dự đại hội đảng bộ xã là 120 đại biểu. Báo cáo với đoàn, đảng quỹ xã Tân Phước Tây đã thành lập ban tổ chức đại hội và các tiểu bang. Hiện tại, các tiểu bang đại hội đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho đại hội diễn ra dự kiến trong tháng 1-2025. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Trụ Tôn Văn Cư đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng ủy xã Tân Phước Tây, đồng thời lưu ý thêm một số nhiệm vụ trọng tâm cần ghi nhận ý kiến của các cơ quan chuyên môn quyền đối với các chỉ tiêu thực hiện nghị quyết của đại hội để phục vụ dọc hoàn thiện báo cáo chính trị chú trọng về điều kiện và tiêu chuẩn của nhân sự nhiệm kỳ mới quan tâm công tác hậu cần phục vụ đại hội Chi bộ Chi cục thuế khu vực Cần Duộc Cần Đước tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2027. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục thuế tỉnh Long An Nguyễn Ngọc Minh Sang đến dự. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Chi cục thuế khu vực Cần Duộc Cần Đước không có cán bộ đảng viên tham nhũng tiêu cực, vi phạm phải xử lý kỷ luật. Có hai đảng viên dinh dự nhận quy hiệu 30 năm tuổi Đảng, một đảng viên được khen thưởng vì có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra giám sát cũng được tăng cường. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An Nguyễn Ngọc Minh Sang đề nghị chi bộ chi cục thuế khu vực Cần Chuột Cần Đứa phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo hoàn thành tốt công tác thu ngân sách được giao. Đại hội đã bầu chi ủy gồm 5 đồng chí, đồng chí Phạm Tấn Bình được bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ chi cục thuế khu vực Cần Chuột, Cần Đứa, nhiệm kỳ 2025-2027. Thưa quý vị, thực hiện mô hình chốt dân quân nắm hộ dân biên giới do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An triển khai, huyện Tân Hưng đã thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, chốt dân quân thần trực tại ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B là một trong những điển hình tiêu biểu của mô hình này, góp phần xây dựng tuyến biên giới vững mạnh gắn bó với biên giới gần 30 năm nay, ông Chiến luôn là những người tích cực trong việc thắt chặt mối quan hệ với các lực lượng chức năng trên biên giới. Chính vì vậy, những buổi thăm hỏi, chuyện trò như thế này của lực lượng dân quân không chỉ tô thêm hình ảnh quân dân như cá với nước, mà còn tận dụng sức mạnh từ người dân để củng cố an ninh biên giới một cách hiệu quả. Khi đến đây thì các em rất là vui vẻ, khi chúng tôi cần cái gì thì các em hỗ trợ hết mình và chúng tôi cũng có cái trách nhiệm là hỗ trợ lại các em báo những cái gì mà nó sai xuất để cho đến cho các em các em xử lý nhanh chóng để chúng tôi được bình an để mà sống tựa vào lưng vào nhau để trên tuyến biên giới này để có được sự tin cậy và yêu mến từ người dân chốt dân quân thường trực tại ấp bưng ràm đã chủ động thực hiện hiệu quả công tác dân vận tích cực hỗ trợ giúp đỡ các hộ dân trong khu vực dù là những việc nhỏ hay lớn Lực lượng dân quân luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ khi người dân cần. Bà con cần cái gì thì dân quân đến liền. Thu hoạch lúa, hả? mặn gì không kịp thì dân quân lại tiếp liền. Để mô hình, chốt dân quân nắm hộ dân biên giới phát huy được hiệu quả. Chốt dân quân thường trực biên giới ấp bưng ràm đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai cụ thể đến từng chiến sĩ. Hiện đơn vị đang phân công các chiến sĩ nắm gần 70 hộ dân ở biên giới để kịp thời nắm bắt những biến động trong cuộc sống của các gia đình do từng đồng chí phụ trách. Đây thì chúng tôi sống đây như nhà thứ hai của mình. Thì bà con như chú bác đây cũng rất thương mến, bà con cũng có cung cấp một số thông tin, cũng có giá trị Rồi sau đó cũng về trao đổi với riêng bản thân thì nói ngay một số cái công việc mà nằm trong khả năng thì chúng tôi sẽ giúp đỡ còn ngoài khả năng thì chúng tôi sẽ báo cáo về cấp trên để tìm hướng xử lý. Qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta thấy được tầm quan trọng của sự gần gũi, tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau trong việc giữ gìn an ninh biên giới. Với những kết quả đã đạt được, hy vọng mô hình chốt dân quân nắm hộ dân biên giới sẽ tiếp tục được nhân rộng, tạo nên một tuyến biên giới Long An không chỉ an toàn mà còn ấm áp tình người. Thành phố Tân An tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với công nhân lao động, doanh nghiệp và cán bộ công đoàn năm 2024. Tại hội nghị đối thoại, các công nhân, cán bộ công đoàn và đại diện các công ty doanh nghiệp đã nêu nhiều ý kiến trọng tâm về các vấn đề tình trạng các doanh nghiệp nợ động, trốn bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Vì xây dựng nhà ở xã hội, các chính sách khuyến khích tạo điều kiện để công nhân lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An đề nghị các phòng chức năng thành phố quan tâm giải quyết những ý kiến chính đáng thuộc thẩm quyền. Những ý kiến dựt thẩm quyền sẽ được tổng hợp gửi về trên xem xét giải quyết thỏa đáng đồng chí Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì chương trình gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với thanh niên năm 2024. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện cùng hơn 40 đoàn viên thanh niên. Tại buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên đặt nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề cơ hội học tập và phát triển của thanh niên trong tình hình mới như chính sách hỗ trợ thanh niên xuất khẩu lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và thu hút nhân tài trẻ về địa phương giải pháp tuyên truyền rộng rãi đến thanh niên cảnh giác tránh bị lừa đảo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành đã trực tiếp trả lời, giải đáp thắc mắc và làm rõ các vấn đề mà thanh niên quan tâm, khẳng định sự cam kết của địa phương trong việc tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện. Huyện Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông 9 tháng năm 2024. Bà Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban An toàn giao thông huyện chủ trì hội nghị. Trong 9 tháng năm 2024, tình hình tai nạn giao thông đường bộ diễn biến phức tạp với 9 vụ xảy ra, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2023. Các tuyến đường xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu gồm đường tỉnh 827 với 4 vụ đường tỉnh 827B một vụ, đường tỉnh 827C một vụ và ba vụ trên các đường liên xã. Trong 9 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đã tổ chức 514 ca tuần tra với hơn 1.830 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản vi phạm 926 trường hợp, đã xử lý 707 trường hợp, thu phạt 1 tỷ 399 triệu 115 000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 121 trường hợp bà Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyện, trưởng ban an toàn giao thông quyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là trong đối tượng thanh thiếu niên và người dân ở vùng sâu, vùng xa. Quỹ ban bàn trận Tổ quốc Việt Nam quyền Thủ Thừa tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Giang Đức, ngụ ấp 2 xã Mỹ An, quyền Thủ Thừa. Phó Bí thư Thường trực quyền quỹ Thủ Thừa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền Lê Hoàng Hùng Dự. Ông Nguyễn Văn Đức thuộc diện cận nghèo, nhà bị hư hỏng nặng không có tiền sửa chữa. Từ nguồn kinh phí, quỹ như người nghèo tỉnh Long An hỗ trợ 80 triệu đồng giúp gia đình xây dựng căn nhà mới khang trang với diện tích 54 mét vuông. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, thông qua Quỹ vì người nghèo huyện, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thủ Thừa hỗ trợ xây dựng 31 căn nhà đại đoàn kết với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi hôm qua lực lượng Hezbollah ở Liban xác nhận ông Hassem Safieddin, người được cho là nhiều khả năng sẽ trở thành thủ lĩnh mới của lực lượng này, đã thiệt mạng thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa israel và hezbollah vẫn diễn ra vô cùng ác liệt hezbollah đã ra tuyên bố tưởng niệm ông safi eddin song không công bố thông tin chi tiết tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi israel thông báo ông safi eddin đã thiệt mạng trong vụ không kích của quân đội israel cách đây ba tuần nhằm vào trụ sở tình báo chính của hezbollah ở ngoại ô phía nam thủ đô beirut của liban thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại liban trong bối cảnh căng thẳng trung đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cộng đồng quốc tế vẫn đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn để ngăn chặn xung đột lan rộng ra toàn khu vực thủ tướng bang najib mikati đã ở thăm pháp đã có cuộc hội đàm với tổng thống nước chủ nhà macron trong ngày hôm qua để thảo luận về tình hình xung đột hiện nay tại quốc gia trung đông này cùng ngày ngoại trưởng đức bebot đã có chuyến công du bang và thảo luận với chủ tịch quốc hội nước chủ nhà về tình hình xung đột hiện nay trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có cuộc họp với những người đồng cấp Ả Rập tại thủ đô London của Anh vào ngày 25 tháng 10 để thảo luận về xung đột tại giải Gaza và Liban. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh ông Blinken đang có chuyến công du Trung Đông trong nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực vốn thường được ví như chảo lửa này. Hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các mục tiêu của lực lượng người quốc tại Iraq và Syria, đồng thời cáo buộc lực lượng này là chủ mưu trong vụ tấn công nhằm vào trụ sở tập đoàn công nghiệp hàng không Thổ Nhĩ Kỳ TUSAS, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng trước đó cùng ngày. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào hơn 30 mục tiêu tại khu vực phía bắc Iraq và Syria. Thông báo của bộ này cũng khẳng định toàn bộ các mục tiêu đều bị phá hủy và chiến dịch vẫn đang tiếp diễn trong khi đó bộ trưởng nội vụ thổ nhĩ kỳ cáo buộc vụ việc nhiều khả năng có liên quan tới đảng lao động người quốc cùng ngày tổ chức hiệp ước Bắc đại tây dương nato cùng lãnh đạo của nhiều nước trong đó có nga đức pháp và iran đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và gửi lời chia buồn sâu so sắc đến chính phủ và người dân thổ nhĩ kỳ tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có lực lượng nào lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ việc Ngày 23 tháng 10, hội nghị cấp cao BRICS ở Kazan Nga đã thông qua tuyên bố chung, trong đó đưa ra những đánh giá tổng thể về tình hình thế giới cũng như các mục tiêu dài hạn của nhóm. Theo tuyên bố chung, lãnh đạo các nước đã xác định rõ các tiêu chí và quy định liên quan đến danh mục quốc gia đối tác, cam kết tiếp tục thúc đẩy phát triển thể chế BRICS cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác thương mại giữa các quốc gia thành viên. Tuyên bố chung khẳng định vai trò của các công cụ tiêu chuẩn hóa trong việc thúc đẩy thương mại và nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thuế để xây dựng một hệ thống thuế quốc tế tiên tiến, hiệu quả hơn, đồng thời kêu gọi trao vai trò lớn hơn cho các nước Nam bán cầu trong việc góp phần đưa ra những quyết định toàn cầu. Tuyên bố chung hoan nghênh sáng kiến thành lập sàn giao dịch ngũ cốc trong khuôn khổ BRICS do kế hoạch mở rộng sang các lĩnh vực nông nghiệp khác trong tương lai, khuyến khích việc sử dụng đồng tiền địa phương trong các giao dịch giữa các quốc gia BRICS và đối tác thương mại.